Máy có công nghệ giặt nước nóng đến 90 độ. Đặc biệt công nghệ giặt hơi nước Steam Kill giúp giảm nhăn, tiêu diệt vi khuẩn và các tác nhân gây dị ứng cho da. Công nghệ inverter rất tiết kiệm điện. Hệ thống 4 cảm biến thông minh OptiSense giúp cảm biến tốc độ động cơ, nguồn điện đầu vào, nhiệt độ và bọt xà phòng để tăng hiệu quả giặt giũ. Lồng giặt còn có đèn LED sáng trưng. Thêm vào đó là tính năng kiểm soát và điều khiển máy giặt bằng điện thoại qua ứng dụng HomeWiz nhờ kết nối Bluetooth. Đó là một vài ưu điểm nổi bật của mẫu máy giặt inverter 8kg WCV8649XWST đến từ thương hiệu Beko. Nhưng đó chưa phải là tất cả những điều thú vị về chiếc máy giặt này. Xin chào, mình là Thu Hà. Hãy cùng mình khám phá thêm về chiếc máy giặt này nhé. Bắt đầu thôi. Nói đến thương hiệu Beko thì đây là một thương hiệu nổi tiếng tại châu Âu. Và nếu các bạn để ý thì trên tay áo của những cầu thủ nào thuộc câu lạc bộ Barcelona thì đều có logo của Beko. Và tại thị trường Việt Nam thì nó cũng trở nên quen thuộc với những cái sản phẩm như là máy lạnh, tủ lạnh hay là những chiếc máy giặt như vậy đây. Và chiếc máy giặt ngày hôm nay chúng ta cùng nhau khám phá đó chính là một mẫu có khối lượng giặt là 8kg, phù hợp đối với những gia đình nào có từ 4 đến 5 thành viên. Nó có mã sản phẩm là WCV8649XWST, được ra mắt năm 2020. Ngoài ra còn có mẫu khối lượng giặt 9kg WCV9649XWST được ra mắt trong năm 2019. Hai mẫu này khá giống nhau, chỉ khác một chút về thanh chống mái chèo trong lồng giặt. Mẫu 9kg thì thanh này thiết kế hình khối góc cạnh, có công nghệ giặt sóng nước AquaWave. Còn mẫu 8kg thì thanh chống mái chèo bo cong mềm mại hơn và không có tính năng giặt sóng nước AquaWave. Đối với chiếc máy giặt này thì điểm khiến Thu Hà thích đó là nhìn nó sang và sáng. Mẫu máy giặt này thì có màu trắng quen thuộc, nhìn sạch sẽ tươi sáng. Điểm nhấn là phần nắp cửa lồng giặt là một vòng tròn đen nhìn rất nổi bật. Thêm vào đó là phần bảng điều khiển và màn hình LED nhìn rất hiện đại. Kiểu dáng máy thì vuông vức, gọn gàng theo phong cách châu Âu, giúp làm đẹp thêm không gian nội thất căn nhà của bạn. Beko là một thương hiệu đến từ châu Âu và chiếc máy giặt này thì được sản xuất tại một nhà máy ở Thái Lan. Đặc biệt là nhà sản xuất còn ghi chú bằng tiếng Việt khi mà điều khiển, thậm chí là tiếng Việt còn to và rõ hơn cả tiếng Anh nữa. Ở trung tâm máy là phần nút xoay chọn chương trình giặt. Nó có đến 15 chương trình giặt. Tất cả được lập trình các thông số về nhiệt độ, tốc độ vằn vắt và thời gian giặt phù hợp cho từng loại vải hay từng loại quần áo, như chương trình giặt cho vải cô tông, chương trình giặt tiết kiệm, vải tổng hợp, chương trình giặt nhanh, giặt cho vải len hay là giặt cho áo sơ mi, vải lông, vân vân. Nói thêm về bảng điều khiển là một chút, đó là ngoài màn hình LED nhìn hiện đại và đẹp ra thì Beko còn thiết kế thêm những nút bấm kiểu cảm ứng như vậy đây. Đó, rất là nhạy. Chỉ cần chạm nhẹ là phản hồi ngay, thậm chí nếu trong lúc làm việc nhà tay bạn bị ướt hay là nút bấm bị dính nước thì bấm vẫn rất nhạy luôn nha. Bảng điều khiển này thì được ghi rõ chức năng bằng tiếng Việt ở mỗi nút nên rất dễ điều chỉnh. Nếu để ý, phía bên dưới một số phím bấm còn có những ghi chú nho nhỏ các tính năng. Muốn kích hoạt các tính năng nào thì chỉ cần bấm đè phím phía trên 3 giây là sẽ kích hoạt được ngay. Còn bên góc trái của máy là khay đựng bột giặt, nước giặt cho chương trình giặt chính, ngăn đựng nước xả và ngăn đựng bột giặt, nước giặt cho chương trình giặt sơ. Khi mà mở cửa lồng giặt thì mình phát hiện ra một điều khá thú vị ở chiếc máy giặt này mà những mẫu giặt khác ít có được. Các bạn biết là gì không ạ? Đó chính là đèn chiếu sáng lồng giặt. Khi mở cửa ra sẽ thấy đèn bật sáng, giúp chúng ta nhìn rõ được lồng giặt bên trong. Có thể kiểm tra lồng giặt trước khi cho quần áo vào giặt, hoặc khi lấy quần áo ra phơi thì không bị bỏ sót các mẫu đồ nhỏ như vớ chân, găng tay, vân vân. Và như các bạn thấy là cửa lồng giặt của máy rất lớn luôn nha. Mình đo đường kính lồng thì rộng đến 34cm nên giúp cho việc cho quần áo vào, đặc biệt là các loại chăn mền lớn, rất là thoải mái. Đó là những ưu điểm về mặt thiết kế. Còn về tính năng thì chiếc máy giặt này được trang bị những chức năng thú vị và cực kỳ hữu ích cho việc giặt giũ. Đầu tiên phải kể đến là tính năng giặt nước nóng lên đến 90 độ. Nó sẽ giúp hòa tan bột giặt, nước giặt được dễ dàng hơn, góp phần loại bỏ vi khuẩn cũng như nhiều tác nhân gây dị ứng da bám trên quần áo. Beko còn trang bị cho chiếc máy giặt này tính năng giặt hơi nước Steam Kill. Các bạn lưu ý là tính năng giặt hơi nước chứ không phải là giặt nước nóng các bạn nha. Và để kích hoạt tính năng này, các bạn chỉ việc là bấm chọn phím bấm hơi nước Steam. Chỉ cần bấm chọn phím bấm hơi nước Steam, phím bấm được tô màu xanh rất nổi bật trên bảng điều khiển nhé. Công nghệ giặt hơi nước này sẽ giúp làm mềm các loại vết bẩn trước khi giặt bằng nước, nhờ vậy giúp dễ dàng đánh bật các vết bẩn cứng đầu trong quá trình giặt. Đồng thời, nó sẽ giúp giảm tình trạng xoắn rối và giảm các nếp nhăn cho quần áo khi giặt. Khi giặt áo sơ mi, bạn nên dùng chức năng này để quần áo được phẳng phiu hơn sau khi giặt nhé. Đặc biệt hơn, nó còn diệt được vi khuẩn và những tác nhân gây dị ứng cho da. Điều này đã được chứng nhận bởi Hiệp hội Dị ứng Anh Quốc. Do vậy, quần áo sau khi giặt sẽ được sạch sẽ và an toàn cho làn da của chúng ta. Điều này sẽ rất hữu ích cho những gia đình nào có em bé hay là những người có làn da nhạy cảm. Máy còn có thêm nhiều tính năng thú vị khác nữa. Ví dụ như là nhà các bạn chúng ta có nuôi thú cưng như là nuôi chó nè, nuôi mèo nè,
sẽ thấy là quần áo của mình sẽ rất hay bị dính lông thú đúng không nào? Và khi đó các bạn chỉ việc sử dụng tính năng là loại bỏ lông thú bằng cách là các bạn nhấn giữ phím hơi nước này 3 giây. Sau đó máy sẽ tự động loại bỏ lông thú dính trên bề mặt vải, giúp quần áo của chúng ta luôn được sạch sẽ. Máy cũng có tính năng giặt chống nhăn, khi bấm đè nút vắt 3 giây sẽ kích hoạt tính năng này. Còn sau khi mình đã giặt đồ xong, các bạn muốn là lồng giặt được sạch sẽ hơn, ngăn ngừa đóng cặn bẩn hay là ẩm mốc, thì các bạn lựa chọn tính năng vệ sinh lồng giặt nhé. Điều này sẽ giúp lồng giặt được làm sạch, tránh tình trạng bám cặn bẩn, trong rêu, vi khuẩn phát sinh bên trong, vừa giúp giặt quần áo sạch hơn, vừa giúp máy giặt hoạt động bền bỉ hơn. Nếu bạn là một người bận rộn và muốn rút ngắn thời gian giặt thì có thể lựa chọn chế độ giặt nhanh nhé. Ở chế độ này thì chỉ mất khoảng 28 phút để hoàn thành chương trình giặt. Còn nếu bạn là một người mà thích chơi thể thao hay tập gym và các bạn muốn giặt những cái bộ đồ mà nó mỏng nhẹ nè, nó không quá bẩn mà chỉ đơn thuần là dính mồ hôi thôi, thì các bạn có thể sử dụng tính năng là giặt siêu nhanh cho 2kg quần áo nhé. Hãy vặn núm xoay qua chế độ giặt nhanh và kích hoạt nút tăng tốc Fast cộng thì chỉ cần đợi 19 hoặc là 14 phút, sau đó đồ của bạn đã được giặt xong. Chúng ta đã được xem qua nhiều tính năng về chiếc máy giặt này rồi và chắc chắn là nhiều bạn sẽ hỏi là chiếc máy giặt này có hao điện hay không? Điều này thì các bạn yên tâm nha, bởi vì máy được trang bị công nghệ là Pro Smart Inverter. Nó mang đến khả năng tiết kiệm điện rất tốt, có sự ổn định cao và chạy rất êm. Ngoài ra, nhờ có công nghệ giặt yên tĩnh Silentech với thiết kế đặc biệt hình chữ S ở mặt bên và khả năng tự động cân bằng tải trọng, giảm sóc, giảm rung động, giúp giảm thiểu được tiếng ồn khi hoạt động, mang đến một không gian yên tĩnh, không còn cảm giác đau đầu với những tiếng ồn ào thường có của máy giặt nữa, giúp bạn vẫn có thể ngủ ngon khi giặt đồ vào ban đêm. Đặc biệt, máy còn có cảm biến thông minh có tên gọi là OptiSense. Nó bao gồm 4 cảm biến được đặt ở nhiều vị trí khác nhau để có thể cảm biến tốc độ động cơ, cảm biến điện đầu vào, cảm biến nhiệt độ và bọt xà phòng. Nhờ vậy giúp kiểm soát điện năng một cách tối ưu và mang lại hiệu quả giặt giũ tốt nhất dành cho gia đình của bạn. Trong trường hợp mà bị mất điện thì máy sẽ tự động khởi động lại và tiếp tục chu trình giặt sau khi có điện, nên chúng ta không phải lo lắng là chu trình giặt sẽ bị gián đoạn. Chiếc máy giặt này có nhiều tính năng thú vị đúng không ạ? Và rất nhiều tính năng được hiển thị ở trên cái bảng điều khiển này. Nhắc mới nhớ, nếu mà nhà các bạn có trẻ em và sợ là các bé tái máy bấm lung tung ở trên bàn điều khiển thì các bạn có thể sử dụng tính năng đó chính là khóa bàn phím. Bấm đè nút tăng tốc 3 giây là bàn phím sẽ bị vô hiệu hóa có chức năng, các bé có bấm vào cũng không sao. Muốn mở khóa thì bấm đè lại 3 giây là xong. Máy cũng có tính năng hẹn giờ giặt xong đến 24 tiếng nên giúp chúng ta chủ động thời gian hơn. Chiếc máy giặt này thì các bạn có thể điều khiển máy không chỉ là bằng bàn điều khiển đâu, mà các bạn có thể là theo dõi quá trình hoạt động của máy, đồng thời là điều khiển máy qua điện thoại nhờ kết nối Bluetooth nữa nhé. Các bạn hãy tải ứng dụng HomeWiz về điện thoại, sau đó kết nối theo trình tự. Vì ứng dụng chưa có hỗ trợ tiếng Việt nên cũng hơi khó dùng, nhưng làm theo hướng dẫn thật chính xác là kết nối được ngay. Sau đó chúng ta có thể kiểm soát và theo dõi quá trình hoạt động của máy. Các thông số trên bảng điều khiển sẽ hiển thị rõ ràng trên ứng dụng về chương trình giặt, thời gian, nhiệt độ nước, v.v. Chúng ta cũng có thể chuyển nút xoay qua chế độ chương trình tải xuống và bấm nút Bluetooth để có thể điều khiển các thông số của máy giặt từ xa. Có thể ngồi nhiều nơi trong nhà và điều chỉnh máy vô cùng tiện lợi. Với tính năng kết nối bằng Bluetooth thì chúng ta có thể là điều khiển máy giặt này trong cái phạm vi bán kính là 10m. Điều này sẽ phù hợp đối với những ai mà sống trong chung cư chẳng hạn và với cái điều kiện là đặt máy giặt không quá xa những vị trí trong nhà. Còn nếu như mà bạn ở nhà cao tầng, để chiếc máy giặt này ở trên sân thượng hoặc là để ở tầng dưới sau đó đi lên lầu khá là cao thì sẽ không điều chỉnh được. Hy vọng là hãng sẽ cải thiện bằng cách là có thể kết nối wifi để điều chỉnh được máy mọi lúc mọi nơi. Nhưng mà dù sao thì phải công nhận là đây là một tính năng rất là hữu ích đúng không ạ? Máy giặt Beko Inverter 8kg WCV8649XWST, thiết kế sang trọng, bảng điều khiển cảm ứng, màn hình LED hiện đại, có đèn chiếu sáng lồng giặt rất tiện lợi, tính năng giặt hơi nước Steam Kill, hỗ trợ diệt khuẩn, giảm tác nhân dị ứng, giảm nhăn quần áo và giặt sạch hơn. Cảm biến thông minh OptiSense giúp việc giặt giũ hiệu quả và tiết kiệm hơn. Tiết kiệm điện năng hiệu quả với công nghệ Pro Smart Inverter. Công nghệ giặt yên tĩnh Silentech cho không gian êm ái không bị ồn ào. Kiểm soát và điều khiển máy giặt qua Bluetooth với kết nối thông minh HomeWiz. Khối lượng giặt 8kg, phù hợp cho gia đình có từ 4 đến 5 thành viên. Một chiếc máy giặt nhìn rất là đẹp nè, nhiều tính năng hiện đại, lại còn chạy rất là êm nữa. Và đặc biệt, đây là một thương hiệu từ châu Âu, được sản xuất hoàn toàn tại Thái Lan, thì quả là đáng lựa chọn đúng không ạ? Và nếu các bạn yêu thích sản phẩm này thì ngay bây giờ hãy cùng nhấc điện thoại lên và gọi về số tổng đài là 1800 1061, hoặc cách thứ hai là nhanh tay truy cập vào website dienmaysanh.com để cùng tư vấn và đặt hàng các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Ngoài ra, khi mua sản phẩm tại Điện Máy Xanh còn nhận được rất nhiều ưu đãi, hỗ trợ trả góp, miễn phí công giao hàng và lắp đặt, lỗi là đổi mới trong 1 tháng tận nhà, đổi trả và bảo hành cực dễ chỉ cần số điện thoại, bảo hành chính hãng thân máy 2 năm, có người đến lấy tận nhà.